Trời ơi, Mi nói đúng quá. Nhưng Mi không chịu hiểu, đối với nó chỉ có đúng và sai. Ừ. Do đó Miu có thể thành ác. Một cái ác hồn nhiên. Thưa cô, em không có điểm à? Em hãy tự cho điểm mình ở bài kiểm tra này. Em hãy tự phán xét mình. Tôi cảm thấy cuộc trò chuyện này sẽ tiến xa vô tận. Em hãy ngồi xuống cho đi Miu. Em cứ việc làm bất cứ chuyện gì mà em thấy là đúng. Các em khác cũng vậy. Còn 40 phút nữa, các em tiếp tục làm bài. Trời ơi, Mi nói đúng quá. Điểm hồn thuộc lòng thì làm sao gọi là điểm văn được? Nếu vậy thì con vẹt luôn luôn là đại văn hào à? Từ bao nhiêu năm nay chúng ta lắm khi vẫn lăm lăm học thuộc lòng. Là bởi vì bao nhiêu năm qua chúng ta đều nhát gan, chẳng có ai dám nói cả. Chúng mình đều thua con một đứa con gái. Tớ chẳng nhát gan, nhưng tớ tin chắc rằng nói ra sẽ chẳng có tác dụng gì. Bởi vì nhà trường không vì một học sinh mà thay đổi đâu. Và bộ giáo dục cũng không vì một trường mà thay đổi. Ừ. Nếu như các cậu đã nói như vậy thì các cậu không những quá già mà còn cũ nát. Tớ thật sự kinh ngạc về cách suy luận của các cậu. Còn tớ lại kinh ngạc vì Miu. Tớ cảm giác như Miu như một con tê giác đang dương sừng và đâm về phía trước mà chẳng biết là mình đã phải cái gì. Vậy hôm nay là cái gì? Một bức tường sắt. Còn cánh cửa là cô Thu. Cô Thu, tôi chắc rằng các cậu cũng đồng ý với tớ là một cánh cửa tuyệt đẹp mà chúng ta không thể phá hỏng. Mi đâu có phá hỏng, Mi đang tìm cách mở ra. Miu sai rồi. Cô giáo chủ nhiệm dễ thương thế mà Miu dám cãi lại. Theo tớ, người như cô ta chẳng nên làm gì buồn lòng vì bất cứ lý do gì. Thực ra thì Miu không sai, nhưng mà Miu cũng không đúng. Trong trường hợp này tôi thấy nó cứ thẳng băng á. Điều này thì không nên một chút nào, đặc biệt là trong văn học. Không phải lúc nào cũng cứ thẳng tiến, có thể dòng dèo bằng nhiều cách, miễn sao là nó đạt được độ cảm xúc. Nhưng Miu bảo nó không có cảm xúc với bài thơ này, mà chuyện ấy thì không thể áp đặt được. Nhỡ đôi khi áp đặt tới trước mà cảm xúc tới sau thì sao? Thì cảm xúc nó sẽ không bền. Cũng như mấy cậu thấy đó, có mấy bài văn rõ ràng tụi mình đã học thuộc rồi nhưng mà cũng quên đó thôi. À, thơ thì quên nhưng điểm thì còn. Và với nhiều đứa, điểm mới là quan trọng. Tóm lại là mọi người đều muốn tụi mình được điểm cao,
Mỏng ai cần biết tụi mình nghĩ gì hết trơn á. Các bạn nói gì lung tung quá à. Hãy nhớ, văn học là gì? Là cảm nhận của con người. Tớ tin chắc thế. Và tớ tin cô giáo cũng hiểu như vậy. Và con người luôn luôn có nhiều thứ tình cảm. Nhưng Miu không chịu hiểu. Đối với nó, chỉ có đúng và sai. Ừ. Do đó, Miu có thể thành ác. Ừ, có thể đó. Tớ chưa biết là Miu có ác hay không. Nhưng mà tớ chỉ chắc chắn một điều rằng Miu đã làm cô giáo rất là đau lòng. Mà như vậy là không nên xíu nào. Hả? Nhưng tôi đoán Miu sẽ nói gì? Nó sẽ tuyên bố nếu sự đau lòng là việc cần thiết giúp cho việc học tốt hơn, nó sẵn sàng chấp nhận. Thế thôi. Còn chúng ta không dám. Chả phải không dám. Chưa dám. Cô giáo. Ủa, trời ơi anh. Phải, tôi đây. Rất vui là cô không quên. Quên sao được? Anh sao rồi? Cô thấy đó, tôi vẫn đẹp trai như xưa, vẫn làm nhiều như xưa. Có điều là không phải làm nghề dạy học. Vậy anh làm gì? Làm nhân viên tiếp thị. Tôi bán nhiều thứ, trừ kiến thức vật lý phổ thông. À, lớp 12A vĩ đại của cô dạo này sao rồi? Vẫn ồn ào như trước chứ? Cũng bình thường thôi anh à. Bình thường à? Tôi chẳng tin chuyện đó. Tôi chẳng khi nào nghĩ đó là một nơi bình yên chim hót. Tại sao vậy? Tại vì có Julie Miu, cô bé ấy chắc chắn sẽ làm mọi thứ đảo lộn. Nếu mà không có môn vật lý thì có môn khác. Mà tôi thì chẳng nghi ngờ chuyện ấy. Nó là một đứa rất là thông minh, nhưng thành phố này không dành cho những kẻ thông minh, mà còn cần cả sự khôn khéo nữa. Điều ấy Miu chả bao giờ hiểu. Và do không hiểu, sẽ có lúc nó làm hại người khác và hại cả chính mình. Anh vẫn còn giận nó sao? Phải, tôi còn nói giận. Chính xác là vì nó mà anh đã ra khỏi trường. Phải, tôi còn giận. Tôi biết giận như vậy là chẳng cao thượng, nhưng mà Miu đã khiến tôi bỏ nghề dạy học. Đó là điều mà
tôi chẳng dễ quên. Tôi không phải là một con người hoàn hảo, và tôi còn chưa phải là một giáo viên hoàn hảo. Tôi đã nhắc điều này nhiều lần rồi. Tôi có dạy thêm, tôi có thiên vị, và có những giờ phút lên lớp cho qua. Nhưng tôi yêu trường, yêu học sinh, và Sulimil đã khiến tôi ra đi. Vậy tại sao tôi phải không giận nó chứ? Anh ơi, nó chỉ là một đứa trẻ con thôi mà. Miu không chịu hiểu, người lớn đôi khi chỉ là đứa trẻ con già. Người lớn cũng sai lầm, cũng lười biếng, và cũng tự ái. Đó là điều mà tôi không tha thứ cho nó được. Đúng, Miu không chịu hiểu. Bây giờ cũng hiểu được điều ấy sao? Nó đã đối đầu với tôi, chắc chắn sẽ có ngày nó đối đầu với cô. Mà tôi nghĩ là cô chẳng phải chờ đợi lâu đâu. Ngày đó đã tới rồi anh à. Sao? Tới rồi là sao? Miu không chịu viết một bài thơ thuộc lòng. Nó nói đó không phải là cách học văn. Ngốc như tôi cũng biết rằng nó đúng. Nhưng nếu nó đúng thì tôi sai. Tôi không thể nhận mình sai trước cả lớp được. Nhưng mà ngày trước cô bắt tôi nhận kia mà. Xin lỗi anh, nhưng mà hai vấn đề của chúng ta hoàn toàn khác nhau. Cũng chẳng khác nhau là bao nhiêu đâu. Bây giờ chắc cô cũng hiểu cảm giác của tôi ngày trước chứ. Hồi đó cô quá nặng lời với tôi. Miu không chỉ dồn cô vào chân tường, mà nó còn có khả năng làm cho bức tường sụp đổ. Cô cứ đợi mà xem. Ý anh nói là nó ác sao? Ý tôi nói là Miu nó không hiểu hết các hậu quả của nó làm. Nó chỉ biết là đúng và sai, cho nên nó có khả năng trở thành ác. Một cái ác hồn nhiên. Ác hồn nhiên? Anh dùng từ hay thiệt. Cũng chẳng phải tôi hay đâu, nhưng mà tôi đâu có tìm ra được từ nào khác. Vậy cô Thu giải quyết vấn đề của mình như thế nào rồi? Chưa nghĩ ra, tôi vẫn còn để ngỏ. Cô cũng chẳng còn thời gian nhiều đâu. Cô phải tìm ra cách nhanh lên. Mà cô có mấy cách? Hai. Hoặc tôi nhận mình sai, hoặc là cho Miu điểm không. Vậy cô hãy cho nó điểm không. Nó cũng nên nếm một đòn, và nó sẽ lớn nhanh hơn. Không, tôi không thể làm như vậy được. Nhưng cô cũng chẳng thể thay mặt mà nhận sai lầm này, có đúng không nào? Đúng. Không, đúng một phần. Vậy thì cô hãy quyết định đi. Tôi chưa biết quyết định như thế nào. Cô chỉ ngồi, và cô sẽ không bao giờ quyết định nổi đâu. Tôi có thể dựa vào kinh nghiệm của mình. Thôi, tôi chào cô nhé. Tôi phải đi rồi. Bán hàng lúc này cần đúng giờ hơn dạy học. Còn gia đình, vợ anh thế nào rồi? Cô vẫn khỏe. Còn con gái anh? Nó vẫn ngoan và học giỏi, nhưng mà không giỏi như Zulimil. Thật tình tôi giận Miu, nhưng thú thật
Tôi mong con gái mình giống nó. Chào các em. Chào cô. Mời các em ngồi. Hôm nay cô sẽ trả bài kiểm tra văn. Lớp trưởng, em trao bài cho mọi người. Thưa cô, em không có điểm mà. Đúng, Judy Mill, em không có điểm. Nếu như chấm một cách thông thường thì em đáng bị điểm không? Vì em có viết gì đâu. Nhưng lớp 12A này không phải là một lớp thông thường. Và em Judy Mill cũng chẳng phải là một học sinh thông thường. Và đó là sự thật. Nếu như cô cho em điểm không, có thể em sẽ chẳng được thi tốt nghiệp. Không có điểm khác với điểm không ở chỗ này. Dạ, em cảm ơn cô. Em không cần phải cảm ơn tôi. Và tôi cũng không thể để vấn đề kết thúc đơn giản như vậy. Nếu như tất cả học sinh từ chối học thuộc lòng và đều không có điểm thì sẽ chẳng ai học hết. Do đó, tôi chân thành cho em việc tự đánh giá bản thân. Như vậy là sao thưa cô? Là em hãy tự cho điểm mình. Thật sự cho điểm bản thân mình đó cô. Phải. Bất cứ điểm gì và tôi sẽ chấp nhận. Thưa cô, đó là một điều xưa nay chưa từng có trong lịch sử trường học ạ. Thứ nhất là lịch sử luôn biến đổi. Thứ hai là xưa nay cũng chưa từng có Judy Mill. Thứ ba là chưa từng có cô, thưa cô. Cảm ơn em. Nhưng mà em lầm rồi. Những người như cô rất nhiều. Những người như cô là gì? Là giáo viên yêu nghề, chăm chỉ, quý mến học trò, hiểu thế nào là đúng và sai. Nhưng bao nhiêu năm làm việc, bao nhiêu năm tồn tại trong một môi trường giáo dục có quá nhiều vấn đề, những người như cô cũng làm theo thói quen. Và nguy hiểm hơn, cũng cáu. Do cáu và tự ái, chúng tôi sẽ cho bất cứ học sinh nào dám cãi lời, nhất là lời đó lại mang tên quy định giáo dục, một điểm không to tướng. Chúng ta nói thật với nhau nhé. Tôi cũng giận Judy Mill và muốn cho em một điểm không như vậy lắm, để em biết lễ phép. Nhưng tôi không làm vậy. Không phải vì văn học, Judy Mill à.
Văn học của chúng ta chẳng phát triển gì, cũng chẳng yếu kém gì nếu như em nhận điểm không. Văn học vô cảm với chuyện này. Nhưng dù em có vĩ đại tới đâu chăng nữa, nhưng so với toàn bộ học sinh cả nước, em cũng quá nhỏ nhoi. Thưa cô, em biết. Tôi yêu quý em. Đó là sự thật. Nếu như tất cả học sinh đều như em, thì nghề giáo viên của tôi sẽ vất vả hơn, nhưng cũng sẽ có ý nghĩa hơn. Nếu như các học sinh đều như em, chúng tôi sẽ phải bước lên bục giảng hàng ngày với một tâm trạng hồi hộp, say mê và lo lắng. Tâm trạng đó sẽ tổn hại cho sức khỏe, nhưng nó còn tốt hơn nhiều so với một tâm trạng buồn chán và tẻ nhạt. Các em thân mến, giáo dục là khoa học, điều đó chẳng còn gì phải nghi ngờ. Nhưng đó là một khoa học về con người. Chắc các em cũng biết, chúng ta quen nói về con người. Thật ra, con người không phải là một tập hợp vô danh nào đó. Con người phải là một tập hợp bởi những cá nhân cụ thể như Julie Mew. Cô mong các em khao khát. Mong các em có thái độ đấu tranh đến tận cùng những điều bất hợp lý. Nếu các em không được rèn luyện điều đó ngay trong nhà trường phổ thông, các em sẽ mãi mãi mất đi đặc tính này. Và các em sẽ bước ra đời như một đám đông nhợt nhạt. Cô mong như vậy. Nhưng mà sự mong mỏi này của cô đôi khi cũng chống lại cô. Nó khiến cô đau đớn. Và hơn mấy hôm nay rồi Miu, em đã làm cô đau. Em xin lỗi thưa cô. Tôi yêu quý em, Judy Miu. Và để cho công bằng, tôi cũng có lúc ghét em. Nhưng tôi không muốn em bị bất công. Và tôi cố hết sức để làm điều đó. Một sự cố gắng chẳng dễ dàng gì đâu. Em hãy tự cho điểm mình ở bài kiểm tra này. Em hãy tự phán xét mình. Thưa cô, cho điểm ngay bây giờ sao ạ? Không. Em hãy suy nghĩ cho kỹ, nhưng cũng đừng quá lâu. Đúng là một vụ thật là ly kỳ, thật gay cấn, thật phi thường. Để xem Julie Mew đầy bản lĩnh của chúng ta sẽ đối phó như thế nào. Ly kỳ là đúng rồi. Thậm chí còn có vẻ nguy hiểm nữa. Nguy hiểm đến mức tôi cảm thấy nhiều người nghẹt thở. Chà, tại sao nguy hiểm? Tại vì đây là cuộc đối đầu khủng khiếp giữa hai người thân, có thể gây tai nạn cho cả cô giáo và Mew. Là hai người mà cả lớp đều yêu thương. Xưa nay Mew vẫn bắt người khác lựa chọn. Bây giờ đến lượt Miu phải lựa chọn. Và chúng ta có lẽ cũng chả tốt đẹp gì nếu ngồi im theo dõi quá trình lựa chọn ấy, như là xem một bộ phim vậy. Như cô bạn bé, nhưng chỉ có khác là không có bắp răng bơ. Nếu là tớ, tớ sẽ nhận điểm 5. Tại sao là 5? Tại nó không cao, nó không thấp, nó trung bình. Nó nằm giữa hai bên, đúng không? Julie Mew không bao giờ nằm ở giữa hai phe cả. Nàng khác cậu ở chỗ đó. Và nó đẹp hơn cậu ở vô số chỗ khác. Mew không chết, vì nếu chết thì đã chết lâu rồi. Nhưng Mew sẽ gặp rắc rối vô cùng. Điều ấy tôi đảm bảo. Tại sao lại rắc rối? Tại vì chống lại việc học văn theo cái học thuộc lòng, có nghĩa là chống cả bầu trời. Nếu tớ là Mew, tớ sẽ xin lỗi cô giáo. Ừ,
Dạ, tớ sẽ tự tay làm tặng cô một món ăn ngon. Nhưng các cậu không phải là Miu. Mãi mãi là như thế. Toàn bộ vấn đề nằm ở đây. Toàn bộ vấn đề nằm ở chỗ Miu cho việc học là quan trọng. Nhưng thực ra trong cuộc sống thì nhiều khi tình cảm với nhau là quan trọng hơn. Tớ sợ là không phải như thế. Nhưng tại sao cậu lại nói tới chuyện tình cảm ở đây? Đúng, đây chỉ là một tiết học văn. Và chính vì cho rằng cô giáo có tình cảm với lớp nên Julie Miu đã thẳng thắn nói ra và không sợ cô mất lòng. Nhưng hậu quả là gì? Là cô giữ mất lòng, thậm chí còn mất lòng trầm trọng. Như thế ý cậu nói là cô không... Cô không... không gì nhỉ? À, cô không đẹp. Tớ không nghĩ vậy. Tớ cho rằng cô vẫn đẹp, nhưng cô không đẹp theo kiểu của Julie Miu. Vậy chúng ta chọn vẻ đẹp nào? Hỏi các chị em xinh đẹp. Toàn diện đẹp toàn diện. Đúng rồi đó. Đẹp toàn diện như thế đôi khi chả đẹp gì hết. Đẹp như thế là chạy trốn. Tóm lại là các cậu cũng không dám chọn. Vì tớ đẹp tuyệt trần, chả việc gì phải chọn. Tớ cứ ngồi im xem ai chọn, rồi tớ suy nghĩ cân nhắc. Xin các bạn nhìn vào thực tế, chúng ta đã học văn theo lối thuộc lòng bao nhiêu năm nay mà có đứa nào chết đâu. Vậy tại sao còn mấy tháng cuối cùng, sao không chịu nốt cho qua? Nhất là khi việc chịu đựng đó cũng chả khó nhọc gì. Chưa chắc rồi nha. Cái cậu nói vậy không được. Tại vì theo nguyên tắc, còn một hơi thở thì cũng phải đấu tranh. Nhiều sách văn học đã dạy tụi mình như vậy mà. Nhưng đấu tranh thì phải có kẻ thù. Ở đây làm gì có. Không phải vậy. Đấu tranh có thể xảy ra ngay cả với bạn bè. Nhưng cô chả phải bạn bè. Cô và thầy cũng gần như cha mẹ. Con cả cha mẹ là con hư. Đúng rồi. Nếu vậy thì tớ xin tiết lộ. Gì nữa? Tớ luôn là đứa con hư. Vì sáng nào má tớ cũng bắt tớ ăn xôi. Tớ cho ăn bánh mì thôi. Trời ơi. Sao lại đem bánh mì và xôi so sánh với văn học? Hai thứ ấy có giá trị dinh dưỡng hoàn toàn khác nhau. Khác như thế nào vậy? Xôi giúp béo, còn văn học giúp gầy. Tôi yêu cô. Tôi không muốn gì ai mà cô phải bỏ đi cả. Ngay cả dì Miu hả Mai? Đúng thế. Ngay cả vì Miu. Miu. Hùng. Sao cậu đi một mình thế này? Có những lúc cũng phải một mình cậu à. Tớ đi với cậu nhé. Rất vui lòng. Này Miu. Cậu định giải quyết vấn đề bài kiểm tra môn văn như thế nào? Theo cậu thì tớ phải như thế nào? Tớ không biết Miu à. Như vậy mà cũng gọi là bạn bè sao? Càng bạn bè càng không biết. Thế thì tớ sẽ làm cho cậu phải biết. Cái gì? Đúng, tớ sẽ làm cho cậu phải biết. Cô Thu, tôi nghe nói có chuyện xảy ra với Julie Miu đúng không? Thưa hiệu trưởng, lúc nào đó, ở đâu đó, cũng có một ai đó đang có vấn đề với Julie Miu. Nhưng vấn đề này là gì? Có nghiêm trọng không? Luôn luôn nghiêm trọng, thưa hiệu trưởng. Vậy thì tại sao cô có thể sống sót được khi mà ngày nào cô cũng phải lên lớp,
tôi cũng đang tự hỏi như vậy. Tôi đang quá kinh ngạc về sự bất tử của mình. Con người thì không ai bất tử, mà con người thầy cô giáo thì lại càng không. Cô hiểu điều đó mà. Nhưng nếu không có gì bí mật, thì cô có thể cho tôi biết chuyện giữa cô và Julie Mew hôm qua là chuyện gì không? Xin chị thứ lỗi, tôi chưa muốn nói ra. Chưa muốn nói vì nó to hay nó nhỏ? Vì nó nhỏ như một trái cam, nhưng nổ còn to hơn quả bom nguyên tử hoặc tên lửa hạt nhân. Quả bom nguyên tử đó chỉ vào đâu? Chỉ vào văn học, thưa hiệu trưởng. Như vậy thì cô phải báo động nhanh lên đi, vì văn học vốn đã yếu lắm. Mời các em ngồi. Judy Mew, đã đến lúc vấn đề cần giải quyết. Em đã tự cho điểm mình chưa? Thưa cô, chưa ạ. Em còn chờ gì nữa? Em đã có đủ thời gian suy nghĩ rồi mà. Thưa cô, em muốn xin phép cô cho em nói chuyện với các bạn. Được, em cứ nói. Mời em lên. Thưa toàn thể các bạn học sinh lớp 12A. Thưa các bạn, chúng ta là học sinh. Chúng ta tới đây để học. Việc học là quan trọng nhất. Mặc dù, ngoài ra, chúng ta còn rất nhiều việc khác, như hoạt động xã hội hay tham gia thi đấu văn nghệ, thể thao. Trong các môn học, cũng chẳng có ai phủ nhận tầm quan trọng của hai môn toán và văn. Tôi đã xem xét rất kỹ các bảng điểm của các bạn trong hồ sơ lưu trữ của nhà trường. Không phải trong năm nay, mà cả những năm trước nữa. Và tôi đã phát hiện ra phần lớn các bạn có điểm văn thấp hơn điểm toán. Sự chênh lệch của hai môn này quá cao. Điều này quá kỳ lạ khi toàn thể học sinh lớp 12A quá thông minh. Như vậy là có hai khả năng xảy ra theo suy luận của tôi. Một là các bạn quá dốt văn, nhưng mà tôi thì không nghĩ thế. Hai là phương pháp dạy văn có vấn đề. Tôi suy luận như vậy có đúng không? Văn học là một môn nghệ thuật khuyến khích chúng ta phải bày tỏ hết cảm xúc của mình. Văn học thực chất chỉ là sự sáng tạo, sự suy nghĩ với cách nhìn mới về thế giới. Mà thực chất cách đó thì chúng ta không hoàn toàn lệ thuộc được. Tôi nói điều này ra chả mới mẻ gì, tại vì chính sách giáo khoa cũng nhiều đoạn viết như thế. Nhưng mà tôi hoàn toàn tin chắc là các bạn cũng đồng ý như tôi, đúng không? Tại vì tất cả các bạn đều có trí tuệ mà. Cô giáo muốn tôi tự cho điểm mình vì tôi không thuộc bài thơ. Tôi không nói là bài thơ không hay, nhưng tôi không thích. Văn học là cảm xúc. Khi tôi không có cảm xúc thì tôi không thuộc. Thế cậu có thể chứng minh lời nói của mình được không? Được chứ. Ở nông thôn có rất nhiều cụ già thuộc rất nhiều bài ca dao, mặc dù họ không biết chữ. Do những bài ca dao ấy họ cảm được. Thời gian huyền diệu ở chỗ là có thể dễ dàng đi vào lòng người bằng rất nhiều cách, không chỉ đơn thuần mở sách ra đọc và lẩm nhẩm. Các em hãy trật tự. Thưa các bạn, mấy hôm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi có thể nhận điểm 0 về học bài, nhưng cũng có thể nhận được điểm 10 về lòng trung thực. Julie Mew, vấn đề ở đây là chúng ta không chấm điểm trung thực, mà chấm văn. Nghĩa là theo Tuyết, văn học và sự trung thực không đi với nhau ư? Giáo sư nào đã dạy như thế? Không có giáo sư nào hết, Judy Mew à. Thưa cô, em cũng tin như vậy. Tại vì chả có giáo sư nào dám nói và giả dối mới viết văn hay được. Muốn viết văn hay, đòi hỏi phải có nhiều phẩm chất. Nhưng theo em, phẩm chất trung thực đứng đầu.
Do đó, thưa các bạn lớp 12A, thay vì cô giáo cho điểm tôi, thay vì tự tôi cho điểm chính bài kiểm tra của mình, thì tôi muốn các bạn hãy cho điểm tôi. Hoặc là tôi điểm 0, hoặc là tôi điểm 10. Các bạn hãy chọn đi. Cách đây mấy tháng, các bạn đã giơ tay chọn tôi làm lớp trưởng. Thì ngày hôm nay, tôi mong các bạn giơ thêm một lần nữa để quyết định điều tôi nói về cách học văn có đúng hay không. Tôi mong là các bạn đừng từ chối. Không biết sao nữa. Không biết nói sao. Nói sao? Thôi đừng nói gì hết. Bây giờ, đã đến lúc quyết định. Bạn nào đồng ý cho tôi điểm 0 thì giơ tay. Có 13 người. Cảm ơn các bạn. Bây giờ ai cho điểm 10? Xin giơ tay. Cũng có 13 người. Lớp ta có 25 học sinh. Trừ tôi ra là còn 24. Vậy có ai đó đã bỏ phiếu 2 lần? Ai? Xin đứng lên. Em nào bỏ phiếu 2 lần, hãy đứng lên. Thưa cô. Em sao? Dạ không phải em, mà là Mai. Thưa cô, bạn Mai đã bỏ phiếu 2 lần. Tôi yêu bạn Miu. Tôi cũng yêu cô. Ai? Tôi cũng muốn thắng. Các em ngồi xuống. Tôi đứng ở ngoài và đã hiểu ra tất cả. Đây không phải là chiến tranh. Có kẻ thắng, kẻ thua. Đây là đấu tranh. Có người đúng, người sai. Julie Miu, em đã đúng khi nói rằng văn học không phải là thuộc lòng. Nhưng em đã sai khi muốn cô giáo phải thay đổi tức khắc. Việc học thuộc lòng đã trở thành một hệ thống. Mà để cải cách một hệ thống, chúng ta cần phải có thời gian. Và phải có người bắt đầu. Đúng. Có người bắt đầu. Và phải có người hy sinh. Nhưng chúng tôi không muốn em hy sinh, Julie Miu à. Em quá quý giá với tập thể này. Chúng tôi cho em một cơ hội, một thử thách ngay bây giờ.
lại nhé, cùng nhau ta xa bước đi trên muôn lối dù có gian khó. Cuộc cuộc đời này ánh nắng sáng bừng lên rọi chiếu những ước mơ ngày sau. Cho những đôi thay, bạn tôi ơi hãy nhớ.